Hello, bố học sinh gửi lời chào toàn thể tất cả bác nhé. Thì video hôm nay bên em sẽ lên cho tất cả bác hai sản phẩm nha bác nhé. Thì sản phẩm đầu tiên đó là sản phẩm Bose một model 1906. Thì chắc hẳn tất cả bác sẽ chưa bao giờ nghe đến cái model này. Đấy, chưa bao giờ nghe đến cái model 1906 nha. Tại vì cái dòng sản phẩm này thì nó cực kỳ là hiếm trên thị trường, và hiện tại trên thị trường Việt Nam thì chỉ có một mình bên kênh của ông Thanh Hồng có sản phẩm Bose 1906 thôi. Đó. Còn lại đa số là 1806, 1805. Thì 1806 thì bên em cũng còn có khá là nhiều, nhưng mà tạm thời thì hết hàng. Đó. Và về được là một con Bose 1906 và hàng đóng mạng còn nguyên hộp như thế này không bác nhé. Còn full thùng như thế này. Đấy, các bác lưu ý cho em là full thùng nha. Hàng cực kỳ là đẹp và chất lượng. Đây các bác nhìn đây. Đó, thùng nó còn rất là mới nha bác. Đây trên này thì các bác thấy này. Chữ Nhật không nha. Đây 1906 đây. Bốt đây. Đây nhà bác nha. Còn nguyên bán nguyên hộp như thế này. À, các bác nhìn cho em. Một bốt 1906. Quá chắc luôn. Thùng còn cực kỳ là đẹp. Đây. Rồi em sẽ tháo ra cho bác xem phía bên trong này. Đấy, của thùng này nha. Đó, có bác nhìn nha. Còn nguyên xốp như thế này. Quá đẹp. Catalog. Giá tờ đầy đủ nha. Bốt nhà bác nha. 1906. Đấy, rồi ok. Đây là hộp xốp của nó này. Đó các bác nhìn này, quá mới, quá đẹp luôn nha. Mới như vừa xuất xứ thôi. Bên trong thì nó sẽ có dây nguồn. Đấy, dây nguồn rời này. Dây nguồn xịn của nó luôn nha bác nha, dây nguồn của Bose luôn. Đó. Quá đẹp. Còn đó là cái con đai Bose. Em tạm thời để cái máy quay xuống nha. Để em sẽ lấy ra để mở cho các bác xem ruột gan luôn. Con này khá là nặng nha bác, khá là nặng. Thì con này nó sử dụng 2 tấc phô. Rồi thùng nó là nguyên hộp xốp như thế này. Đấy, còn nguyên như thế này nha. Em để nguyên, các bác nào mua thì em đóng nguyên như thế này cho tất cả bác luôn, cho các bác sưu tầm. Hàng này thì bao chất. Đây hàng đây các bác nhìn con đấy đây, nó mới cái độ mới nó thì khối phải bằng luôn các bác nhé. Các bác nhìn nó mới keng như thế này, hàng như vừa xuất xưởng nha bác. Tuy là hàng đã qua sử dụng nhưng mà hầu như là những con này là hàng tồn kho và chưa sử dụng được bao nhiêu hết. Đấy, và nó mới là keng sa beng luôn, không một vết xước nha. Từ nắp vỏ cho đến là mặt trước, mặt sau, thân thùng nhìn là không một vết xước, hàng cực đẹp. Rồi em sẽ để lên và quay mở ruột gan cho các bác xem. Đây nha, về hình thức của con này á, thì nó chung nó sản xuất tại Nhật và cùng chung hình thức với là con Bose 1406 nha. À, nó khác ở những cái đời 1806, 1606, 1806, 1606 là nó sản xuất tại Mỹ. À, với cái form dáng khác nhau. À, còn cái con Bose này là nó cùng chung với Bose 1406 và cùng sản xuất tại Nhật. À, sản xuất tại Nhật, hàng của Mỹ sản xuất tại Nhật nha bác nha. Đây này, có nhìn này, nó đẹp, gọi là không một vết xước. Lông mèo, lông chuột hay là lông gì hết. Đó, nó đẹp keng sa beng như thế này từ góc cạnh. Các bác nhìn này. Đó, 25 chiếc áp chỉnh chỉnh hai kênh. Đó, kênh 1, kênh 2, công tắc nguồn này. Đó, logo Bose. Đó, phía trước thì có quai sắt này. Đẹp long lanh. Rồi, giờ thì em sẽ tháo vít. Đó, tháo vít để cho bác xem luôn nha.
xem rụng ra. Tất cả rinh từng con ốc theo các nha, rinh từng con ốc. Hàng là full thùng xốp. Hàng này cho các bác là sưu tầm nha, vì dòng này nó cực kỳ lớn giúp. Trước giờ em bán là toàn là những dòng 1.600, 1.400, 1.800. Còn 1.900 thì chưa bao giờ thấy, và đây là lần đầu tiên mà bên em đấu được hàng về, và cũng như là giới thiệu cho các bác ở trong video này. Rồi, các bác thông cảm nhé, tại vì hàng trong thùng tháo ra thì nó hơi mất thời gian một tí. Đấy, nhưng mà các bác chịu khó xem để xem được cái nội thất bên trong của máy. Đấy, nó đẹp như thế nào và nó chắc ra làm sao. Đấy, đây là phía sau này các bác nhé, phía sau này. Đấy, phía sau thì nó sẽ có một cái chân để các bác có thể để đứng và chống va đập ở những cái phần rách lo cũng như là rách tín hiệu đầu vào. Dây nguồn, đây là dây nguồn nha bác nhé. Ở đây thì nó còn nguyên cái miếng nhôm để bảo vệ này, bảo vệ cái dây nguồn này. Đấy. Đường tín hiệu đầu vào nó sẽ sử dụng là đường input là 6 ly. Đấy, 6 ly 35 cái và 35 đực nha. Đấy, bên này cũng thế, bên này kênh 1, bên này là kênh 2. Đấy. Chế độ chơi stereo mono này. Đấy. Con này thì sử dụng hàng sản xuất tại Nhật nên là sử dụng điện là 100V nha bác nhé. Công suất tiêu thụ điện nó là 780W. Còn đường ra lo đây nha bác nhé. Về máy in Japan này. Đấy, sản xuất tại Nhật nên là để máy in Japan. Và hàng là công ty Boss của Mỹ. Con này thì nó sẽ có công suất như sau nha bác nhé. Công suất của nó là ở đây này bác nhé. Đấy, nó sẽ có ghi trên catalo này. AC là điện là 100V này, điện là 100V nha. Công suất mát của nó là 2080W. Đấy, 2080W nha. Công suất tiêu thụ điện là 780W. Ở chế độ 4 ohm CT ấy, là nó là 600W nha. 4 ohm CT là 600W. Và ở chế độ mà mono là 1200W ở 8 ohm. 1200W ở 8 ohm nha bác. Còn ở 8 ohm CT là nó 400W nha. Ở đây thì các bác sẽ thấy được cái thông số đó này. Nhưng mà ở đây thì nó chỉ để thông số 4 ohm thôi, nó không để thông số 8 ohm. 8 ohm thì các bác xem ở trên cái catalog sách hướng dẫn này. Đấy, 8 ohm là 400W này. Và 400W thì nó vô tư là đánh những cái cặp lo bát 40 rồi nha bác nhá. Đấy. Và ở 4 ohm là 600W và mono là 1200W ở 8 ohm. 1200W ở 8 ohm thì các bác có thể chặt mono đánh chấp là vô tư. Con này thì sẽ có trọng lượng là 18 kg nha bác nhá. Trọng lượng là 18 kg, chiều rộng là 482, chiều cao là 10.2 nha. 10.2 và chiều sâu là 47.3. Đó là thông số kỹ thuật của máy nha. Giờ thì em sẽ quay cho bác xem nội thất phía bên trong của máy này. Hàng cực đẹp, chúng chỉ nha bác. Đó, cho các bác nào sưu tầm giúp em nha. Đây, cho các bác xem cái nội thất phía bên trong nha. Đấy. Hàng còn quá mới và đẹp nha bác. Nó sẽ sử dụng 2 tăng phô 4 tụ và sò thì nó sẽ chạy là 2, 4, 5, 20 sò nha bác nhá. 20 sò, mỗi vế nó là 10 sò. 10 sò Toshiba nha.
sổ Toshiba, sổ trường lớn. Đó là tổng quan của con đáy này, các bác nhìn cái đồ mới nó này, nó mới phải gọi là từng chi tiết một luôn các bác nhé. Từ do nhựa cho đến là ốc vít là bên em bao zin cho các bác là 100% hết nha bác. Đấy, có nhìn cho em là nó quá đẹp luôn, quá đẹp và quá mới cho các bác siêu tầm nha. Đấy, từ những con trơ sứ, những linh kiện là bo bọc này, các bác nhìn là nó chắc đến từng chi tiết luôn. Rồi, giá của chiếc đáy Boss 1009 Series 6 hiện tại bên em đang có mức giá là 18 triệu. Bên em bao cước và tặng kèm theo cho bác là một bộ da ba lăng. Mọi chi tiết các bác mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên tấm biểu màn hình. Đấy, sản phẩm duy nhất tại thị trường Việt Nam và cũng như là cho các bác nào siêu tầm nha. Rồi, qua sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm liền công suất của Yamaha bàn mixer EMX 5014C. Đấy, bên em thì cũng về một cái bàn mixer liền công suất như thế này, với tình trạng là đẹp thiếu thùng xốp thôi, đẹp thiếu thùng xốp nha bác nha. Hàng cực đẹp và chống cháy, chạy điện là 100V. Đấy, được sản xuất tại Indo nha, được sản xuất tại Indo, điện là 100V. Của Nhật, Yamaha thì nó là thương hiệu nổi tiếng rồi. Con này thì có hai đường tín hiệu đầu ra, hai đường tín hiệu đầu ra đó là cổng rắc 6 ly và cổng Neutrik. Đấy, với công suất của con bàn mixer này thì nó đạt công suất là 500W trên một kênh. Đấy, ở đây thì nó sẽ hai kênh, kênh 1 và kênh 2 nha bác nhé, kênh 1 và kênh 2. Đấy, kênh A và kênh B này, A và B. Đó, dây tín hiệu dây nguồn rời và cũng như là công tắc nguồn ở đây nha bác nhé. Con này thì chỉ sử dụng điện là 100V, không có cổng chuyển đổi nguồn điện nha bác. Đó là hai quạt gió để tản nhiệt. Hàng này bên em bao đẹp bao chắc này, từ nước sơn cho đến là tất cả các chi tiết là nó đẹp ken sờ ben hết nha bác nha. Con này thì Yamaha EMX 5014 này là tức là nó 14 line nha bác. 14 line thì trong đó nó sẽ có 6 line mono nha, 6 line đường và 1 2 3 4 line đôi. Đấy, 4 line ST, 4 line đôi. Và con này thì liền công suất và cũng như là liền có FS, có FS luôn nha bác. Dòng này thì có FS tới 16 chế độ FS nha, 16 chế độ FS đây. Tinh chỉnh cho tất cả bác có lọc EQ graphics. Đấy, EQ graphics nên là chất âm của nó là cực kỳ là đỉnh. Chất âm cực kỳ là đỉnh cho tất cả bác mà tích hợp làm bản trộn âm thanh nghe nhạc. Con này thì nó tích hợp 5 trong 1. Đấy, 5 trong 1 các bác mua một sản phẩm gói gọn, thay vì các bác một bộ dàn của tất cả bác là 5 sản phẩm thì các bác gói gọn trong cái bàn mixer này thì chỉ có một sản phẩm cho bàn mixer này thôi. Đó là EQ này, năng tiếng này, rồi vang này, rồi cục đáy này, rồi bàn mixer. Đấy, thì nó sẽ 5 sản phẩm đó thì các bác sử dụng rồi thì các bác sẽ gói gọn vào trong một cái sản phẩm bàn mixer Yamaha như thế này. Đó. Ở đây thì mỗi line của nó thì sẽ có chính là bass, mid, chép. Riêng ở những line mono, riêng ở những line mono thì nó sẽ có chính là bass, mid thấp và mid cao và chép nha các bác nha. Còn ở những line ST thì nó sẽ không có chính mid cao. Đấy, ở đây các bác thấy này, ở đây nó sẽ trống một đoạn này, đây nó sẽ không có chính mid cao nha, và nó chỉ chính mid thấp và bass, mid và chép thôi. Còn bên này thì nó sẽ có chính mic cao để cho bác sử dụng những cái kết nối micro. Đó, thì tất cả là hàng hoạt động nguyên bản, hoạt động hoàn hảo và nguyên bản zin 100% cho tất cả bác, và hàng đẹp là thiếu thùng xốp thôi nha. Đấy, và con này thì nó cũng có chế độ để các bác đánh là các bác ghép với lo 200W thì các bác đánh gạt về 200W này. Còn các bác ghép lo 75W thì gạt về 75W, và cũng như là 500W thì các bác gạt 500W.
Đó, công suất lớn nhất của nó là 500W trên kênh. Với công suất này á thì nó đánh là rất là tốt ở những cái đôi lo xịn, Mỹ xịn như là BYEB, Springer, JB ở công suất là vừa đối với lo bass 40 ở công suất là 500W đổ lại nha. Tiếng cực kỳ là hay nha bác. Dòng này thì về effect lẫn về chất âm của music thì cái độ áp phê của nó khối với bàn nha, độ chi tiết và cũng như là độ nhuyễn của nó thì không còn bàn nữa bác. Dòng này thì bao hay đấy, và giá thì bên em cũng bao tốt cho cả bác luôn. Với một cái bàn mixer mà gói gọn như thế này á thì giá của nó chỉ có 11.500.000 thôi bác nha, 11.500.000. Giá thì bên em cũng bao cước cho cả bác đấy. Rồi thì về kích thước của cái bàn mixer này thì nó cũng tương đối là gọn nha, tương đối là gọn rồi bác. Đó, phù hợp cho tất cả bác chơi gia đình. Với cái chiều rộng của nó thì 44 thì cái chiều rộng nó nhỏ hơn là cái con đói, nhỏ hơn là cái con đói nha bác. Con đói chiều rộng nó là 48, còn cái chiều rộng con của bàn mixer này thì 44 thôi. Còn chiều sâu á, chiều sâu của bàn mixer là 48.5 nha, 48 thì nó tương đương với là một con đói như thế này. Một con đói thì các bác thấy là nó cũng 48 gần 48.5 gần 50 rồi, tính cả qua sách đó. Thì chiều sâu của con này thì nó cũng chỉ có 48.5 thôi, rất là gọn, giống như một con đói thôi, không khác gì hết. Và chiều cao của nó thì chỗ cao nhất thì 15 cm, còn phía bên đầu này thì thấp nhất là 10 cm. Thì cực kỳ là gọn gàng đấy, cực kỳ là gọn gàng để các bác chơi gia đình hoặc là các bác đi sự kiện ngồi chơi vân vân, các bác chơi rất là hay. Giá thì cực kỳ là tốt, 11.500.000 đối với bàn mixer liền công suất nha, và 18.000.000 đối với là con bốt 1906 full thùng, hàng đẹp kem sơ ben cho các bác sưu tầm. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trực tiếp trong phòng qua số điện thoại là 0363648707, các bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707 hoặc là 0393110459. Các bác liên hệ trực tiếp nha. Đấy, vì số 459 thì em không có Zalo nha, bác các bạn Zalo thì Zalo số 707 thôi. Đó. Và các bác xem kênh, yêu thích kênh, yêu thích video thì các bác hãy ủng hộ kênh Thanh Vũ Hùng bằng cách chia sẻ kênh, chia sẻ video. Cũng như là các bác nào mà xem kênh chưa đăng ký thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào chuông để cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất bên em về giới thiệu lên cho các bác tham khảo nha. Em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bác, và chúc các bác sức khỏe. Chào tạm biệt ạ.